Tiso kính chào tất cả cô chú anh chị các bạn xem chương trình ạ. Hôm nay thì mời cả nhà mình sẽ đi dạo quanh cùng với Tiso, đi ra cái hướng Phú Hài cả nhà. Thì hôm bữa trước giờ mình quay trong thành phố Phan Thiết cũng nhiều, nên là Tiso cũng muốn chọn Phú Hài để làm một cái chuỗi video clip xem thử là bà con mình ở ngoài này trong những ngày sắp tới là gần đến Tết thì sẽ có chuẩn bị gì, với lại có cái gì đặc biệt hay không. Hồi trước giờ mình quay trong thành phố Phan Thiết hơi nhiều, cho nên nay bây giờ là đổi hướng khoảng chừng 3 video clip chuẩn bị cho những cái ngày gần Tết. Con đường này Tiso đang đi trên này nè cả nhà. Là con đường mới. Hồi lúc trước đó là không có con đường đầu này đâu, vì họ giải tỏa con đường này ra là con đường mới song hành với lại cái con đường cũ bên kia là đường Nguyễn Thông. Cho nên là khi mà mình đi ra cái hướng Phú Hài, hướng Mũi Né là mình có hai đường để đi, có thể đi đường bên này hoặc đường bên trong. Đường bên này thì cũng có hai làn đường, bên kia cũng có hai làn đường, thì tùy mình muốn di chuyển bên nào cũng được. Bây giờ là 9 giờ rưỡi sáng, đi khoảng một chút, khoảng 5 phút nữa thì sẽ đến chợ Phú Hài. Và Tiso sẽ đi vào trong chợ Phú Hài coi thử là những ngày gần Tết đó thì trong chợ Phú Hài có những cái gì đặc biệt khác hơn so với lại chợ Phan Thiết mình không. Và mình đang đi ở trên đường này là đường Nguyễn Thông ạ. Mình thấy phía trước đó là có cái siêu thị hải sản Phan Thiết, điểm bán thực phẩm an toàn. Cái này là của Hải Nam, họ có một cái siêu thị như vậy. Hoặc là có cái công ty cổ phần nước mắm Phan Thiết hiệu Con Cá Vàng, thì những cái này là cái thương hiệu trước giờ rồi. Thì cả nhà mình đi là mình nhìn thấy là họ có những cái nhà ở phía trước, rồi họ trang trí những cái chai nước mắm lên. Buổi tối mình đi là mình sẽ nhìn thấy là ở đây họ mở đèn. Tiso mới vừa thấy ở chỗ này họ có hải sản nè cả nhà. Tôm rồi sò mực nữa nè. Đây là họ cặp ghe vô hơi trải, bây giờ 9 giờ rưỡi rồi. Bên này làm mực. Đi qua hai trải, Tiso đi hôm nay định đi sớm mà Lusubu không đi sớm được. Bừng lên. Chuẩn bị đi đó. Nặng ơi là nặng luôn. Cái này là xuống chợ Phú Thủy bán hả gì? Này xuống chợ Phú Thủy nè. Đây là cái thúng chai. Cái này là họ đi chắc là từ cái ghe lớn kia xong rồi mới đem vô, và đây là cũng là một cái bãi đậu ghe bên này đó. Ảnh lắc. Trong bên kia còn nữa cả nhà, mình còn tôm. Họ lắc thúng chai để đi qua lấy tôm đó. Để tôi zoom gần cho cả nhà mình xem nha. Nó hơi chó nắng cho nên là không biết là cái khung hình của mình đã vô đúng hay chưa. Ảnh dắt ghê bên này đi lên. Có những cái mình đi vô tình nhưng mà mình quay được những cái thước phim rất là hay. Rồi có những lúc mình ngồi mình chờ hoài không có cái gì để mà quay, cho nên là thường Tiso đi á, Tiso đi quay rất là ngẫu nhiên, có gì quay đó. Có nhiều bạn hỏi sao đi mà cứ đi tùm lum tùm la, không có cái kịch bản gì trước. Thì mình thường cái này cuộc đời nó không có cái gì kịch bản hết, thì mình thích cái gì là mình thấy phù hợp là mình quay thôi. Nên là hôm nay thấy rất là vui nè, được quay những cái khung cảnh như thế này. Cái anh này anh đang lắc cái thúng đi vô trong bờ.
Cả nhà mình thấy hay không? Có hôm nào mình đứng đây mình canh nắng nhiều lúc cũng không có cái trùng hợp mình cũng không quay được nữa. Tôm. Họ phải lắc phải chèo, có một người ở trong đứng đợi. Cột dây lại nữa kìa. Này người nhà chứ. Kéo vô. Rồi bắt đầu khiêng lên. Này là mình đi mua lại phải không chị? À, này là của gia đình khiêng lên nè, tôm nè. Cá nè. À. Cá hàng rác, cá hàng thịt. Hàng cho heo đó. Này là mấy cái sọt cho heo nè. Này là cố thu mua ở đây luôn. Thu mua hải sản luôn trên bờ. À, rồi đi lên đây có mấy cái xe họ đổ vô cạnh xé họ đem đi. Này là về mà làm xiên nhặt ra thì cũng sẽ có cái này cái nọ cái kia đó, xong rồi đem lên đây. Chú cái này mình mua về mình à, này là con tôm này cả nhà. Này chú đây thu mua con tôm bỏ trong cái gian cành xé nè. Chú còn mấy cái nhỏ nhỏ đó mình mua về làm gì chú? À, cho vịt cho heo. Đây cả nhà mình gom vô đi cho vịt cho heo ăn. Đó. Đây là Tisu đang đứng lại một chút xíu để cả nhà mình xem cái con đường đi ra Phú Hài. Đây là vẫn là đường Nguyễn Thông. Bây giờ sẽ mời cả nhà đi tiếp tục với Tisu lên xe để đi ra ngoài hướng Phú Hài nha. Đó, đưa tiền rồi xong rồi bán được có tiền rồi bây giờ là đi về, còn mình thì đi quay tiếp tục. Thường vào tầm giờ này á, là có nhiều cái ghe á, họ đi vô trễ, họ lên hàng bán cũng trễ, không có bán sớm. Ở phía trước này á, là họ có cái vựa hải sản rồi họ lựa hải sản họ đưa ra luôn. Ở phía trước nè. Cái đường này bây giờ được xây sửa rồi được mở rộng hơn nhiều so với ngày trước. Hồi lúc trước đi ra hướng Mũi Né mà đi đường này á, là không có được hai làn đường đâu, nó nhỏ chút à. Mình đi nó hơi vất vả một chút. Rồi cách đây cũng nhiều năm rồi là có cái trạm thu phí, nhưng bây giờ là họ cũng bỏ luôn cái trạm thu phí rồi. Bây giờ đi từ đây ra Mũi Né là không có cái trạm thu phí nào để thu phí cầu đường hết cả nhà mình. Họ bỏ đi rồi. Mình đang đi qua cầu Phú Hài. Lần đầu tiên á, Tisu đi làm cái chuỗi video clip về Phú Hài á, Tisu có đi tìm tới tìm lui bởi vì không có biết đường. À, bây giờ mình dừng lại đây mình coi cái cảnh ghe thuyền đồ người ta tấp vào trong cái cầu nè. Đó, đây là Tisu đang đứng ở trên thành cầu. Ở đằng xa kia có những người á, người ta xếp lại lưới, giăng lại cái dây. Đó. Rửa nước. Rửa lưới, rửa dây, rửa tàu lớn thì họ sẽ cập ở đây và
và sẽ có cái thúng nhỏ để lắc đi vào phía trong bờ. Đây cả nhà mình, mình nhìn xa trên kia á, đây nè, đâu à, tôi sẽ chỉ cho. Đây, đây là cái lộng hoàng đó ha, lộng hoàng. Còn bên này là cái nhà chùa đó, hai cái chỗ cao nhất ở Phú Hài. Chứ hôm đó, hôm bữa trước thì Su có lên quay ở từ trên đỉnh cao đó xuống, xoay quay xung quanh thấy cái cầu này với con sông này nè. Ở bên này thì có nhiều bạn đang xếp lại lưới. Ôi cả nhà mình đi ngang qua cầu, mình đi trên cầu không bao giờ mình biết là cầu nó có độ nhúng. Nãy giờ Tisu đứng đây nè, thể mà có cái xe hơi nào đi gần mình là cái thành cầu nó lắc lắc, nó nhúng nhúng nhúng, giống như là đứng chơi bập bênh vậy đó. Đây là mấy anh này, anh đang xếp lại cái lưới để cho ngày sau. Còn ở kia thì họ đang nổ máy để cho tàu chạy. Hôm nào Tisu sẽ tìm lại cái anh hôm trước mà chở Tisu đi dạo. Tisu sẽ đi quay dọc cái con sông này nè cho cả nhà mình xem. Năm ngoái Tisu có tìm được một cái chú mà đi đổ nước trên cái khúc sông Phú Hài này nè. Chú chở đi quay hết dọc từ sông bên này qua sông bên kia luôn. Nó đẹp lắm ạ. Rồi phía bên này là mọi người đang đứng câu cá. À, đứng câu cá ở đây. Mình sẽ đi dạo quanh các con đường ở Phú Hài cùng với Tisu. Mình đang đi trên đường ung chiếm ha. Trong video clip lần trước Tisu có một lần quay cái con đường ung chiếm này, nhưng mà quay bên ngoài thì không có quay bên trong. Nên là hôm nay là sẽ tìm những cái đường hẻm nhỏ nhỏ ở khu vực ung chiếm này nè, đi quay cho cả nhà mình xem coi là có một cái sự so sánh đó là các con đường hẻm ở bên này là có nhỏ như là ở bên Lạc Đạo với lại ở bên Hưng Long không, mà thật sự là đi đây là chưa bao giờ đi nha, là đi đại đi lụi á, đi mà hồi ra được đường nào thì ra, bây giờ quyết định là đi vô đường này. Có những cái căn nhà. Ở đây không có đường lên cả nhà. Đường này cắt băng qua đường bên kia, có con dốc không lên được. Giờ đi qua lại, quanh về. Thưa cả nhà, Tisu đi qua cái con đường nhỏ này, thấy có cái căn nhà cổ xưa này, thấy cũng ở phường Phú Hài mình luôn nè. Nên là Tisu vô xin phép cô cho quay cái căn nhà này. Nhưng mà nhà ngói thì là hay rồi, bây giờ còn cái nhà tôn thôi, nhưng mà cái cấu trúc ngôi nhà với lại có cái giếng nước đây nè, cái cảnh quê mình thanh bình đây cả nhà mình. Ủa này mình rửa làm gì cô? Xẻ cá khô hả? Rửa lẹn cái nẹt không cuốn chả. Cuốn chả ha. Con cá này cá gì cô? Con cá này con cá mồi chủng. Mồi chủng. Con cá mồi thì một con mồi thường. Mồi này mồi chủng. Chả là chả cuốn mà chả bán hả cô? Cuốn bọn rồi, chiên đấy. Buổi chiều cô bán chả cuốn hả? Cô bán chỗ nào? Đi thẳng đường đó làm, nhưng mà mình đi qua nó có đường bên kia tên là gì không cô? Là mình bán chả cuốn đó hả? Là chiều mình đem ra đó mình bán ha. Dạ. Là cuốn chả. Dạ. Chứ không có là để nói vậy. Dạ. Nhà xưa nhà này bao nhiêu năm rồi cô ha? Mấy chục năm rồi ha. Dạ. Cái giếng này đặc biệt nè. Dạ. Giếng. Chứ mình để mình chỉ rửa thôi hả cô? Chứ giặt đồ không được hả? Được chứ ha. Giặt đồ rửa chén là bình thường hả? Nước ngọt hả cô? Nước mạch ngọt. Dạ. Chị uống là không uống. Dạ. Nấu cháo, không có giếng mà nấu.
Hồi đó không có nước cơm tân thì lấy nước giếng đồ rồi lọc phèn đồ lại xài thôi chứ bộ đâu có nấu được cái kia. Nấu cháo mà múc nước lại múc giếng này lên nấu ăn cái béo. Dạ. Quay vậy thôi, một xíu vậy thôi nè. Dạ, con quay cái này rồi đi vòng vòng mấy con đường ở đây nè. Dạ. Nhà là mấy chục năm rồi Hương? Hả? Mấy chục năm rồi? Cái dưới này cũng như bốn năm, chục năm, năm sáu chục năm. Bốn năm, sáu chục năm. Rồi ông ngoại tới giờ hả? Rồi ông ngoại. Ông ngoại rồi có đầu má là. Ừ. Cái này là đi rửa rau đây là cả nhà cái giếng nước nè, giếng nước nước rất là trong á, cũng 50 năm. Ở phía trước là mình phơi cá. Một chín trăm hai mươi tám bộ gì? À, bộ tranh thờ ha, 1928. Là năm nay là năm 2001, chín mấy năm. Luôn á. Dạ. Nhà cổ xưa. Những cái con đường ở trong phường Phú Hài này đường nhỏ ngách nhiều không cô? Nhiều. Đường á. Đi xuống đây là một ngách lên. Dạ. Nhiều một ngách lên nhà Liên Vàng, nhiều đi ra bài kia. Cũng 4 5 ngách á, 4 5 ngách lên lên trên đây á. Dạ. Nhà. Dạ, ta bỏ hết giếng. Dạ. Thường giếng người ta ngại, người ta kỵ lắp giếng lắm mà. Dạ, phải cúng xin đồ được mà người ta mới làm. Ủa cô cho con hỏi thăm thử, có cái hồi xưa ở mình á là có nước mắm ông bác xìn gì á, thì mình có biết là cái nhà ở nhà bác dạ. Nhà bác xì là ở ngoài kia mà cái nhà đó cũng mới chứ đâu có xưa đâu. Ở đâu hả cô? Bác xì là bác xì là ở ngoài mã, ở ngoài nhà đó không có ai ở đúng không? Không có ai ở hả? À. Mà cái đó không phải xưa. À mã bác xì. Có khu mộ thì biết rồi, còn cái nhà mà ở ví dụ như con cháu ở để chăm sóc thờ phụng rồi đó thì phải có một cái nhà gì đó. Con nghĩ là chắc ở Phú Hài. Không có hả? À. Đó là cái mã bác sĩ là không có học, đúng là lúc đó học đó có người ở. Dạ. Ở ngoài đường đi du mã. À. Ở ngoài đường đi du mã luôn mà ta kêu là mã bác sĩ là học đó cũng con cháu ở quê mã. Dạ. Ừ. Cũng có giếng có đồ luôn, có con cháu ở, có trồng bông trồng đồ nữa. Dạ. Bây giờ như năm nay không có ai nữa. Hai chồng nó chết rồi sao mã bác sĩ chết rồi. À. Bây giờ nhà bỏ quen. Ừ. Bảo quen thì bây giờ có ai ở đặt vào cái còn mã đất sĩ á, còn cái mã đất cận thì mình mới mã đất cận cái nhà đó có hai cái mã trong nhà. Ừ. Đi rồi cái đó là mã đất cận, còn cái mã đất sĩ thì mã đất sĩ mã bà hoàng. Dạ. Cảm ơn hai cô nhiều nha, để con đi vòng vòng ra ngoài phía trước. Dạ. Để bữa nào con đi ra lại buổi chiều 2 giờ ghé qua cái chả. À, đi ra quay trả cho cô. Này con đi, con cảm ơn. Rồi thì rời khỏi cái hẻm này, cái dốc kia cao quá mình không có lên được thì ghé vô nhà cô quay cái giếng với lại cái căn nhà xưa thì mình đi ra lại. Đường này là đường đi ra cảng cá thì mình không đi nữa, mình đi ra lại đây. Tìm những cái hẻm nhỏ nhỏ mình cứ đi vào thử coi là có gì đặc biệt không, có khác nhiều không ha. Ở đây gần Tết rồi nên là họ bán đồ Tết ra ở phía ngoài luôn này cả nhà. Chân đồ nên đường này mà đi xe vô là hơi kẹt xe đó. Cũng khó quay đầu xe lắm ở cái con đường này nè. Còn mình thấy cái chú này, chú chạy vô đường này đó, giờ mình chưa chạy vô nè, mình chạy thử coi đi ra đâu. À.
sẽ chạy theo chú kia. Vẫn có đường đi nè cả nhà. Tết là phải sơn này, nhà cửa ăn Tết này cho nó vui vẻ nè. Đó, lau bàn thờ, xịt rửa bàn thờ nè, đánh bóng đồ lại nè. Có nhiều chú chó nằm ngoài đường. Công nhận đường đây nhỏ ghê ha, nhưng mà vẫn còn to hơn cái đường ở bên kia hồi bữa Tí Xu đi. Nó có đúng một chiếc xe máy đi, không có chỗ mà để hai bên xe máy như vậy đâu. Đường này đi ra được nữa không chú? Dạ, cảm ơn. Đi ra ngõ này. Hôm nay mình sẽ đi hết các con hẻm nhỏ nhỏ ở trong này. Thôi, cảm ơn anh. Ở đây là hai xe lách qua đi mới được nha cả nhà mình. Hai xe phải nghiêng nghiêng thì mới đi qua được cái con hẻm này. Ra lại đây. Thiệt lòng mà nói là đi là không biết là mình đang đi đến cái hướng nào luôn. Nhưng mà cứ đi. Tại vì đi sâu nghỉ ở đây thì nó hẻm nhỏ nhỏ rồi luồn qua luồn lại, rồi cuối cùng cũng sẽ có một cái đường đi ra. Đó, ở đây mình đi ngang qua được một cái giếng nè. Mình đi sâu vô trong này. Rồi có đường ra không? Trời ơi, đường này thì nhỏ, có một đường à. Vô đây thì to hơn. Mà xây những cái nhà trong này là tốn nhiều công lắm cả nhà mình ha. Tốn công về xây, di chuyển đồ các thứ. Ồ, đường này đi ra đâu vậy ta? Ra cái chỗ phơi cá. Cái này là ra chỗ mọi người phơi cá. Mình đi thử đường này lên là ra đâu ha. Mùa này á, ít cá cho nên là chắc là họ không làm cá khô. Cái mùa này thì cá hơn thì sẽ làm cá khô ở đây. Ồ, bãi rác là sao? Nhìn phía trước xa xa thì thấy giống như là có biển vậy. Có đi lộn đường không ta? Thôi cứ đi thử nè. Không có thì mình quành lại. Thôi mà toàn rác không à cả nhà. Thôi mình quành xe lại. Sau khi mà hoành xe lại rồi đó thì mời cả nhà sẽ đi với Tí Xu đi qua bên đường này. Tí Xu thấy có cái chỗ họ phơi cá, mấy đứa con nít nó đứng thì chắc là phải có cái đường để đi ra biển chứ. Đi thử. Thấy có cái thúng cái biển. Mình sẽ đi bộ. Thử coi là đằng kia thấy có cái thúng mà đi bộ thử coi là có gặp được mặt biển không? Ồ, ở đây họ cũng không có cái đường ra biển nha, mà đứng đây nhìn thấy đằng kia là biển kìa.
Nghĩa là chút. Đây. Thấy được bờ biển xa xa đằng kia cả nhà. Ở bên kia là cái kè. Cái kè chắc là kè buổi sáng mà mình hay thấy cặp cảng cá đó. Nhưng mà sao không có đường để đi ha. Để hôm nào Tisu hỏi thôi có ai ở đây á, người ta biết đường nào để đi dọc bờ kè, mình hỏi thăm mình đi quay cho nó đẹp. Rồi thì bây giờ sẽ tắt máy rồi đi tiếp. Tisu ra lại cái chỗ hồi nãy mình rẽ ra cái đường biển đó, bây giờ mình quành qua này mình tìm cái đường đi ra lại đường ngoài. Trong này mát ghê. Đường nào đi luôn á. Dì ơi cho con hỏi đi ra lại đi thẳng hay gì? Dạ con cảm ơn. Dạ. Dạ rồi con cảm ơn. Giờ mình cua qua đường nhỏ đi. Đi đường nhỏ. Đường lộ đường lộ này là một cái con đường nhỏ nữa. Đường này chị ơi cho em hỏi đường này đường gì chị? Đường Ung Chiếm hả? Dạ cảm ơn. Đây là đường Ung Chiếm cả nhà. Hình như cái này là khúc đi ra lại bờ biển hay sao á. Thiệt lòng là đi một hồi không biết đường nào đi luôn. Dì ơi trên đường đó có đường băng qua bên kia không? Có hả? Dạ con cảm ơn. Dạ cảm ơn. Rồi giờ mình chọn đường này mình đi thử nha cả nhà. Đường nào ạ? Dạ. Còn bên này là đi đâu gì? Đi ra nhà biển hả? Chị đi đó. Dạ biển hả? Anh đi ra ngoài đó hả? Dạ cho anh đi chung với. Cảm ơn. Ô dốc cao. Trời ơi ai mà không quen là đi. À ở đây có làng An Hải. Ai mà không quen đi đường này là không biết đường đi luôn nè. Có anh đó anh đi mình chạy theo. Lên dốc nha cả nhà mình. Cái này giống chơi trò chơi gọi là tàu lượn siêu tốc á. Nó à ra đến nơi rồi ạ. Dạ rồi ra đây hàng mặt tử ha. À em cảm ơn. Dạ. À rồi em cảm ơn. Giờ bây giờ mọi người đi một cái đường tắt đi qua lại hàng mặt tử. Vậy là bên Ung Chiếm với lại đường hàng mặt tử là họ nối thông được với nhau. À
cảm ơn anh bạn trẻ đã chỉ cho mình đường đi, chứ không mình đi quần quần trong đó không biết đi ra đường nào luôn, tại vì không có quen đường mà. À, mình đi dạo một phút ở đường Hàng Mạc Tử nè. Hôm trước đi cái đường này á, mà đi bằng xe hơi cho nên là đi hơi nhanh hơi vội một chút, thì sẵn đây đi một cái đoạn ngắn ở đường Hàng Mạc Tử này xong á là quành lại để đi ra lại cái đường lộ để đi về. Ở đây sát bên chân núi, là ở trên đó nhìn xuống cái này mát lắm, mà thấy đây xây một cái nhà biệt thự to này, ở đây rất là mát luôn, khí hậu ôn hòa mát mẻ. Định đi rồi nhưng mà nhìn thấy này nè, không biết là cả nhà mình có ai giống như Ti Su hồi nhỏ không, là hay đi hái cái keo này ăn. Đây là cây keo á cả nhà mình. Thấy nói chung là ở Phan Thiết mình bây giờ cũng hiếm cái những cái bụi keo này lắm. Anh này thấy trên này có mấy trái keo chín nè, quay chia sẻ cùng với cả nhà nè. Đó, hồi nhỏ trù ô đi tìm mấy cái trái keo này ăn không á chứ. Đây rồi, bên này keo rồi, bên này táo dại nữa nè. Một thời ký ức tuổi thơ cho nên là dừng lại đây. Rồi bình bát nữa. Ngày trước là những cái chỗ mà vậy nè, thì là mình thường hay đi hái keo, hái táo tàu, rồi hái cái trái táo gì mà màu đen nhỏ nhỏ bằng cái đầu hộp của đậu đen á cả nhà, tên gì quên, táo rừng hay sao á, hồi nhỏ hay ăn vậy. Trời ơi, hai con chó rượt người ta chạy kìa. Đó, thì đứng ở đây thấy nó mát mẻ là cái thứ nhất. Ôi, trên kia có con sóc luôn cả nhà mình, trên cái tán cây keo có con sóc, mát mẻ cái thứ nhất. Cái thứ hai là thấy có những cây keo mà cao quá không có hái được cái trái nào hết, nhưng mà cũng quay cây keo để gửi đến cả nhà mình những cái hình ảnh về cái tuổi thơ. Qua cái đường Hàng Mạc Tử này cũng thông lại với lại đường Ung Chiếm bên kia, thì cả nhà mình thấy là không khí Tết cũng đến gần nên là mọi người cũng bày những cái hàng bánh mứt kẹo của ngày Tết ra ngoài phía trước để bán cho bà con hàng xóm. Mình sẽ mời cả nhà đi tiếp tục đi đến phía trước của hết cái con đường Hàng Mạc Tử này, đi ra lại đường Nguyễn Thông để đi về, thì lúc đó sẽ chia tay cùng với cô chú anh chị các bạn. Giờ thì mình sẽ đi tiếp và đi từ từ thôi. Đặc biệt là Ti Su thấy là bà con hàng xóm láng giềng với nhau họ gần gũi lắm nha, chứ không có giống như ở trong Phan Thiết đâu. Phan Thiết Ti Su giống như chỗ nhà Ti Su ở là Ti Su thấy là ai ở nhà nấy vậy, không có qua giao lưu, nhưng mà ra đây thì Ti Su thấy là họ giao lưu đồ, thấy tình cảm lắm, bán hàng rồi hay là chợ phú gì đó, dễ thương lắm. Đó thì trước mặt của mình là sẽ ra lại cái đường Nguyễn Thông để mà đi về lại Phan Thiết. Thì Ti Su cảm ơn tất cả cô chú anh chị các bạn đã dành thời gian xem video clip và ủng hộ cho Ti Su. Hẹn gặp lại cả nhà mình trong những video lần sau nha. Chúc cả nhà mình luôn vui khỏe, an lạc, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin cảm ơn.